không hề dính tay luôn. Hello, xin chào cả nhà, xin chào các em copy đáng yêu và các em đã trở lại với kênh của chị Bubu nha. Nếu chưa phải là một copy và cũng không hiểu tại sao chị lại gọi thành viên của mình là copy thì hãy theo dõi cái vlog ngày hôm qua, chị có giải thích đó. Trời đúng luôn á, cái video nào mà không phải là hướng dẫn hay tutorial liên quan đến slam là không ai thèm coi luôn. Cho nên là chị quyết định sẽ chuyển những cái nội dung khác không liên quan đến slam hay là làm slam đồ này nọ qua một cái kênh phụ. Thì chị sẽ để cái địa chỉ ở trên màn hình. Thì nếu các bạn thích thì có thể subscribe cho kênh đó để coi như là trải qua những cái thời gian thư giãn nó hơi mở rộng ra nhiều cái chủ đề khác ha. Còn bây giờ thì nhớ nhấn like, share, comment và subscribe cho kênh Baby Kubo Home để trở thành một copy và cùng ủng hộ tinh thần cho chị qua tất cả những cái đường link ở trên màn hình nha. Ở đó các em cũng có thể shopping những cái nguyên liệu làm slam và slam tại Shopee của chị đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bước vào cái hướng dẫn ngày hôm nay thôi. Let's do it! Ok, và hôm nay là phần 2 của video làm slam nước với lại cái miếng dán hạ sốt. Thì kỳ trước chị em mình đã làm một lần rồi và cái video đó được rất là nhiều bạn ủng hộ luôn. Nhưng nếu bạn nào chưa xem thì cũng có thể xem bằng đường link phía bên trên nha. Nhưng có rất là nhiều bạn có nhiều thắc mắc cho nên chị quyết định làm video ngày hôm nay để giải đáp những cái thắc mắc đó. Những cái thắc mắc đó bao gồm là nếu mà em dùng loại khác thì có được hay không? Rồi nếu mà nó dính quá, bởi vì em cảm thấy nó dính quá, làm sao để bớt dính được đây? Rồi giá tiền mua là bao nhiêu? Ok, chị em mình sẽ cùng giải đáp những thắc mắc đó trong video ngày hôm nay nha. Tối hôm qua thì chị đã nhờ anh Khôi mua cái bạn này ở nhà thuốc. Thì bạn này có tên là Baby Cooly Plaster. Và có bên trong á thì có hình như là 3 miếng thì phải. Tuy là có chữ Made in Japan ở bên trên, tức là sản xuất tại Nhật Bản, nhưng mà ngay bên trên cái bao bì á, chị lại thấy có chữ tiếng Việt. Nên là chị nghĩ cái này chỉ là sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam thôi. Mà cái đó thì nó cũng không quan trọng, chủ yếu là cái giá cả nó như thế nào. Thì một hộp này anh Khôi mua với giá là 60.000. Bên trong gồm có 3 miếng bự giống như vậy nè. Thì trong 3 miếng bự đó, lát nữa chị sẽ mở ra thử bên trong là có bao nhiêu cái miếng dán nhỏ nhỏ nữa. Giống như kỳ trước á, là bên trong nó sẽ có 2 miếng dán. Thì mỗi cái miếng này là 20.000 nha. Mình chỉ cần mua một miếng là đủ rồi. Tức là một cái miếng này nè thì bên trong có 2 miếng nhỏ nữa, thì chỉ cần mua một miếng nhỏ thôi. Tại hôm qua anh Khôi không biết nên là mua nguyên hộp luôn, hơi mắc. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái này ra. Nhưng mà không cần cắt luôn, cái này nó khá là mềm và có thể dùng tay để xé. Thì đúng như chị nghĩ là bên trong còn có 2 miếng nữa. Và đặc biệt hơn á, là kỳ trước khi mà các bạn làm thì các bạn nói là làm bằng một số loại cái mùi nó khó chịu quá, giống như là mùi thuốc bắc. Nhưng mà riêng cái loại hôm bữa chị làm màu xanh á thì nó lại có mùi bạc hà, chị thấy là khá dễ chịu. Nhưng đặc biệt nha, cái loại baby này nè, ở trên cái bao bì á, nó có ghi là no smell, no color, tức là không màu, không mùi. Thì chị mong là hôm nay chị em mình sẽ có một bạn slam nước trong suốt luôn. Ok, làm lại các cái bước như kỳ trước. Đó là hãy bóc cái lớp, cái màng bao bảo vệ của nó ra. Sau đó chị em mình sẽ ngâm nước. Rút kinh nghiệm cho đợt trước và cũng trả lời câu hỏi cho các bạn là nếu mà mình ngâm ít thời gian hơn 8 tiếng đồng hồ, kỳ trước là chị ngâm qua đêm mà kiểu chị ngủ luôn á đó, còn kỳ này thì chị sẽ ngâm ít hơn, khoảng cỡ 5 tiếng đồng hồ, thì không biết là nó có tạo ra slam hay không, chị em mình cùng chờ nhé. Lúc nãy chị điệu chị bỏ vào trong cái tô vậy thôi, chứ thực ra là bỏ vào trong một cái ly á thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, bởi vì nó theo cái chiều thẳng đứng á, mình để nó xuống một cái là nó ấy luôn. Cái này là cái ly của Kupo, đồ nhà cho nên là xài chùa. Chị ngâm đã được 5 tiếng rồi và chị em mình sẽ cùng lấy ra nha, xem là bạn đó có giống như kỳ trước hay không. Đó, sau 5 tiếng thì nhìn giống như vậy nè. Kỳ trước mấy bạn nói là nhìn giống như là con sâu lông. Trời ơi, làm chị nổi hết cả da gà, ghê quá. Nhưng lần sau cũng có một số bạn nói là giống như là túi trượt. Nhưng mà thật ra là chị cũng chưa bao giờ được chơi túi trượt, nên là chị cũng không biết nó nhìn như thế nào. Còn kỳ này thì bạn này đã, chị cảm thấy rất rất là lỏng rồi. Và đặc biệt là cái miếng vải ở đằng sau đó, nó không giống kỳ trước là nó cuộn tròn đúng không. Kỳ này thì nó thẳng băng luôn. Có thấy hơi lạ lạ rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lấy ra xem là có được kết quả như kỳ trước hay không nha. Đây, cả hai miếng đã được chị lấy ra rồi. Thật ra thì cái cảm giác nhớt nhớt nó vẫn có chứ không phải là không có. Nhưng mà chị sẽ lấy nó ra. Như kỳ trước thì chị em mình sẽ
Ôi đứt rồi. Sao kỳ trước chị tuốt nó ra dễ lắm mà ta, mà kỳ này nó đứt luôn vậy ta. Ê đứt nữa rồi. Ồ vậy là cái lần này nó cái miếng vải này nó không có chắc mà, cho nên là nó bị đứt ra luôn rồi. Ơ giờ sao? Hay là mình lấy cái muỗng. Ok, thử cách khác, giống như làm cá thác lát vậy đó. Mình cạo nó ra coi. Nó không có được á em ơi. Cái miếng này nó quá mềm mà mình ấy lâu á, mình ngâm lâu cái nó không có lấy ra được nữa. Không có, nó bị đứt ra luôn chứ nó không như hồi xưa. Chị thử cách khác à. Lấy cẩn thận không thôi là nó lại dính cái vải vô á. Chỗ này nó hơi dơ nên là nếu mà bạn nào không thích á có thể chỉnh đi ra đằng sau coi. Nếu mà chơi với lại miếng cái miếng dán này á là cả nhà phải chuẩn bị sẵn một cái miếng khăn giấy, khăn lau đồ á cho nó sạch. Chứ chơi này ghê quá, ba mẹ la lắm. Bởi vậy hẳn nào mà có những bạn bảo là làm sao em làm không có thành công, thì chị mới nghĩ là chị cũng chưa có dám trả lời liền, thì chị nói rằng là để hôm nào chị thử nghiệm lại xong rồi chị sẽ thông báo cho các bạn là nếu mà làm bằng loại khác á thì có thành công hay không. Đó thì hôm nay là thấy là có những cái loại ngâm lâu thì thành công, có những cái loại thì không có thành công rồi đây nè. Cả nhà làm thành công với loại nào thì hãy comment bên dưới để chỉ dẫn cho các thành viên còn lại của gia đình chúng ta nha. Rồi sạch rồi đó. Và đây là sau một hồi lọc lựa thì chị được bao nhiêu đây nè, còn lọc ra được bao nhiêu đây là vải. Không hiểu lắm sao nó kỳ vậy đó, thôi kệ đi. Đây à, phải dùng muỗng thôi chứ tay thì dính lắm. Slam nước của chúng ta ban đầu thì chị nghĩ là bạn ấy sẽ trong suốt, nhưng mà thật ra nó không có trong suốt, hơi nhiều đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chống dính cho bạn này nha. Mình sẽ lấy ra bớt, sợ nhiều quá làm hư uổng. Rồi, bao nhiêu đây thôi. Rồi, đầu tiên là chị sẽ thử chống dính bằng cách là cho keo sữa vô nha. Và activator vô nữa. Đây là quà tặng của một bạn copy nhà mình tặng cho chị nhân dịp chị được 80.000 subscriber đó. Cảm ơn Mít Mít Shop nha. Rồi, tiếp theo là chị sẽ trộn đều trước đi. Đảm bảo siêu dính luôn, bởi vì cái này đã dính rồi. Keo sữa cũng dính nữa, nên ra một cái hỗn hợp siêu siêu. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều, quay đều, quay đều. Đều rồi đó. Rồi, bây giờ sẽ cho activator vào. Activator đâu? Rồi, đây. Cho từ từ trước nha. Ôi trời. Lần nào cũng cho lố, chắc mốt phải mua cái bình mỏ vịt để bỏ vô quá. Hồi trước có rồi á mà làm lạc đâu mất tiêu à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trộn đều với lại activator xem bạn này có giúp cho bạn này trở nên gì không dính không ta, chống dính coi. Thật ra thì nó không có dính đó. Đang định nói là thật ra là không có dính tay, nhìn lại hay dính tùm lum luôn. Ý, thành slime rồi nè. Chị nghĩ là đã thành công rồi nè. Đây, lấy ra đây cho các bạn nhìn cho rõ. Đây là một bạn Chickly Slime. Đã quá à. Không biết để một thời gian thì nó có bị chảy không nữa.
tưng 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 á. Nó giống như là những cái sợi nè, coi nè. Kéo ra được, kéo ra được. Không hề dính tay luôn. Đã quá. Mong là cả nhà sẽ thích thử nghiệm này của chị. Nếu thích thì nhớ nhấn like, share, comment và subscribe trở thành thành viên của gia đình Baby Kubo Home nha. Và bây giờ là bye bye.